Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu cho các anh em tham gia chương trình Group Audis. Để tham gia hôm nay mình click phần link mô tả mở Telegram muốn start chatbot này bạn. Mình sẽ nhận được token có cái hiệu là Audis, một tục nhận 5 token các bạn, một token giá khoảng 1 đô token này, dự án nó sẽ list lên sàn MC các bạn, bạn cho này Group nữa bạn. Thì những dự án list lên sàn MC thì các bạn thấy nó có rất là có giá trị và tiềm năng các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Group. Kênh chưa? Rồi các bạn cho anh chào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh trailer nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn theo dõi, like và retweet sẽ pinbot nha các bạn. Rồi tại Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Dự án nó có nói là token này sẽ list on UDC, MRC nè các bạn. Nhưng mà mình đã chết rồi, chưa list sàn các bạn. Con này trong chương trình bán email các bạn. Rồi bạn bấm test lại. Bán email nè các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nha các bạn. Khi nó list sàn không chừng lên 2-3 đô, 4 đô không chừng các bạn. Facebook các bạn like, sell và follow các bạn. Nếu mà bán email 1 token 1 đô thì khi list sàn giá là từ 2 đô nữa các bạn. Từ 1 đô mấy tới 2 đô. Rồi Facebook thì các bạn like, follow Facebook nè. Tại Twitter thì các bạn thích nè, Facebook chưa, rồi các bạn lướt xuống các bạn like nè, like bài viết nó nha các bạn, rồi các bạn chia sẻ công khai nha các bạn, rồi các bạn bắt up lên nè. Tên Liquidwin thì cũng vậy, các bạn vào đăng ký một cái tài khoản trên Liquidwin nha các bạn. Rồi các bạn follow nha bạn. Xuống đây các bạn like xe bay luôn. Các bạn. Rồi các bạn bấm chia sẻ nha bạn. Rồi bạn bấm bot. Các bạn điền vài chữ gì đi, good ai góp. Rồi bạn bấm bot nha bạn. Sau khi các bạn bấm son các bạn bấm đáp lại. Rồi tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube nha các bạn. YouTube thì bạn bấm đăng ký nha bạn. Rồi bạn bắt up lại. Các bạn mở tờ Twitter mình lên là các bạn. Rồi các bạn like và follow Instagram nha các bạn. Instagram thì các bạn bấm theo dõi được nha các bạn. Rồi bạn bắt up lại nha các bạn. Tất cả các bạn bấm vào một chút mấy tên nha các bạn. Rồi hỏi có don không, bấm don các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường link tại Twitter thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn nhấp vào ba cho gặp bên cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nha tất cả các bạn. Rồi tờ Twitter thì các bạn bấm vào ba chữ gạch bên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ nha bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào sao chép liên kết nha bạn. Sao chép vào khai tạm rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn điền gỡ lại vô facebook.com, gỡ lại đường link profile Facebook nha bạn. Thì các bạn vào đây thì các bạn gỡ đường link profile Facebook. Đây mình các bạn vào trang setting, các bạn copy đường link Facebook của mình nha các bạn. Rồi các bạn gỡ cho bot tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link Liquidwin nha bạn.
Kewin, đi Kewin. Video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy tất cả các đường link các bạn. Video này thì các bạn thông cảm các bạn, nếu mình lấy đường link lại thì rất là lâu các bạn. Dán vào các bạn, vào cho watch nè bạn. Tiếp tục thì các bạn subscribe kênh channel và gỡ đường link YouTube channel của bạn, thì các bạn gỡ đường link YouTube của bạn, các bạn bấm vào trang cá nhân của toàn các bạn. Các bạn mở YouTube, các bạn nhấp vào ba cái quả trên cùng nữa các bạn. Các bạn nhập vào kênh của bạn nữa các bạn. Kỳ tợ nó tao lao quá. Rồi tất cả gỡ đường YouTube của tất cả các bạn vào các bạn vào kênh của bạn, vào cài đặt vào ba cái quả trên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường link Instagram. Tất cả các bạn đi thì rất là lâu nữa tất cả các bạn. Instagram luôn ta. Các bạn copy link này. Các bạn chạy emote nè bạn. Rồi tất cả các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ ETH với chút wallet, MySell wallet nha bạn. Không, các bạn dùng địa chỉ ví, không được dùng địa chỉ giao dịch trên sàn nha tất cả các bạn. Video này mình làm hơi nhỏ nó dài chứ. Cái mic của mình nó hết pin. Rồi các bạn bước xuống, các bạn tìm địa chỉ ETH các bạn. Rồi các bạn sao chép các bạn. Rồi bạn mới đáp lại, các bạn gửi cho bot nè. Rồi gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục bạn vào sao tiếp nha bạn. Thì ở đây thì tài khoản của bạn nè các bạn. Rồi vậy video đến đây mình cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.